Theo dự báo của các cơ quan chức năng, năm 2018, tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Các tình huống thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá, bão, lũ, nắng nóng kéo dài có thể xảy ra. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, hạn chế tối đa tác động của thời tiết và đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, ngành điện lực đã lên phương án sẵn sàng ứng phó ở mức cao nhất. Dự kiến năm 2018, phụ tải tăng trưởng ở khu vực phía Bắc tiếp tục ở mức cao, từ 12 đến 13%. Những ngày nắng nóng cực đoan, công suất có thể lên đến 11.000 đến 11.500 MW. Ngay từ những tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã yêu cầu 27 công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế miền Bắc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình chống quá tải đã được giao, theo dõi sát sao diễn biến phụ tải và thời tiết, lập phương thức cấp điện linh hoạt và hợp lý, hạn chế tối đa việc gián đoạn cấp điện do quá tải. Đặc biệt, tạm ngừng cắt điện những ngày có nhiệt độ ngoài trời từ 36 độ trở lên, ngoại trừ trường hợp xử lý sự cố, có thông báo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tiết kiệm điện, chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị là phải có cái tăng cường cái lực lượng ứng trực trong các ngày nắng nóng, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng để làm sao mà khi xảy ra sự cố thì xử lý ở trong cái thời gian sớm nhất để khôi phục lại điện cho khách hàng. Chúng tôi phải yêu cầu các đơn vị tập trung ưu tiên cấp điện cho các cái phụ tải quan trọng, rồi là trong các cái dịp quan trọng, ví dụ như là giỗ tổ Hùng Vương, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các kỳ họp quốc hội cũng như là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại tỉnh Hà Nam năm 2018, dự kiến sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2,7 tỷ kWh. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm là 636,23 triệu kWh, đạt trên 23% kế hoạch cả năm và tăng sấp xỉ 30% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, Hà Nam vẫn được xem là tỉnh có sản lượng điện tăng trưởng nóng và bậc nhất miền Bắc trong những năm gần đây. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng 2018, Công ty Điện lực Hà Nam đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung đầu tư, sửa chữa lớn, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2018, đơn vị đã hoàn thành dự án đóng điện trạm biến áp 110 kV Đồng Văn 3 với công suất 63 MVA để khắc phục tình trạng phụ tải tăng cao tại khu vực huyện Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý. Đi liền với các giải pháp về đầu tư, PC Hà Nam cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn. Tổng công ty lực miền Bắc là đầu tư xây dựng cái trạm biến áp Đồng Văn 3 này trong cái thời gian tốc độ là thi công xây dựng là rất là nhanh. Thì đóng điện là đầu tháng 2 năm 2018 thì đã đáp ứng được cái việc san tải cho trạm Đồng Văn 1. Cái nhất là cái cung cấp điện cho cái phụ tải đáp ứng được. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng điện năng là với cái bán kính phụ tải cung cấp điện là nó gần nhiều đường dây lên và gần thì nó sẽ giảm các cái xuất sự cố đấy. Thực ra cái nỗi ám ảnh mất điện của chúng tôi là rất lo. Nhưng cái việc 2-3 năm về đây thì có thể do được đầu tư thêm của ngành điện cũng như là với sự quan tâm của ủy ban tỉnh thì cái chất lượng phục vụ đã ổn định hơn. Và tôi hy vọng rằng là với doanh nghiệp của tôi thì tôi cần sự duy trì sự ổn định của ngành điện. Tại tỉnh Nam Định, để công suất điện ổn định, cung ứng đủ điện trong mùa nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai công tác chống quá tải các trạm biến áp cũng như các biện pháp nâng công suất trạm biến áp. Công ty đã hoàn thành đóng điện 22 trạm chống quá tải, xây dựng thêm 59 máy biến áp, tiếp tục hoàn thành 37 trạm chống quá tải giai đoạn 2 trước ngày 30 tháng 6 năm 2018, triển khai kế hoạch đại tu 79 trên 79 hạng mục sửa chữa lớn để đảm bảo việc cấp điện ổn định cho khách hàng trong mùa nắng nóng, giảm thiểu ngừng cấp điện do sự cố bất khả kháng và giảm thiểu cắt điện để đại tu sửa chữa lưới điện. Để đảm bảo cấp điện cho cái mùa nắng nóng 2018 thì ngay từ cuối năm 2017 chúng tôi đã phải dự kiến cái nhu cầu của phụ tải trong cái mùa nắng nóng 2018 thì từ đó mới lập cái phương án và xây dựng cái kế hoạch đầu tư đại tu cải tạo củng cố và nâng cấp sửa chữa lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ tải từng khu vực một. Cho đến thời điểm này, tất cả các kế hoạch, phương án chuẩn bị đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng của EVN-NPC đã sẵn sàng. Đi liền với các giải pháp về đầu tư, EVN-NPC cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp kỹ thuật để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn, liên tục với khả năng cao nhất trong mọi tình huống. Cùng với đó là đa dạng các hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện để năm 2018, khách hàng khu vực phía Bắc có một mùa hè không lo thiếu điện.